Lấy nước ở trong ao nuôi là một cái điều rất là quan trọng. Như ở những video trước thì chúng tôi Huy Tôm có chia sẻ cùng với bà con rằng là hệ thống lọc nhanh là một việc là cần làm ở trong ao nuôi. Tôi cũng đã có quay một vài lần nhưng khi với hàm lượng hữu cơ, thức ăn dư thừa ở trong ao nhiều thì bà con thấy rằng đây là ô đầu tiên, ô số 1 thì cho lưới vào đây. Máy bơm này được bơm từ ở dưới ao lên, bơm dưới ao lên và lọc qua đây. Đây là một hệ thống ô đầu tiên. Đây chúng ta nhìn thấy nước bọt dơ rất là nhiều như này. Hữu cơ nó sẽ được nổi lên ở ô đầu tiên. Và đến ô thứ hai như vậy, chúng ta tiếp tục cho lưới vào như này. Thì hệ thống này đã xử lý và làm giảm đi hàm lượng hữu cơ chất dơ ở cái ô đầu tiên thì rất là nhiều, khoảng 80% rồi. Sang ô thứ hai này. Và tiếp theo đến ô thứ ba này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục lọc qua hệ thống lưới như vậy. Và đến đây thì nó đã giảm hầu như là 90% chất dơ có ở dưới ao. Và điều rất là quan trọng như này, hàng ngày chúng ta đều phải làm như này, bơm một ngày liên tiếp và sau đó thì chúng ta xử lý hệ thống ống để rửa. Chút xíu tôi sẽ chia sẻ cùng với bà con hệ thống ống xịt để rửa lưới nhanh nhất và hiệu quả, giúp cho bà con tiết kiệm chi phí trong quá trình xử lý rửa cái lưới này. Và đến ô tiếp theo, ô thứ 5. Quy trình này chúng tôi sử dụng thì gồm có 5 ô. Và đây bà con nhìn thấy ô thứ 5 này thì nước đã trong hoàn toàn, đã nước rất là trong. Và lúc này thì chúng tôi sử dụng hai hệ thống chảy ra, hai ô được chảy ra và chảy xuống dưới ao. Đấy, chảy xuống dưới này. Tuy nhiên cái việc là lọc như này là lọc tự nhiên rất là hay, và nó giúp cho khi mà chảy xuống ao như này nó là xử lý, nó làm cho tảo của chúng ta nước rất là trong và lượng tảo già nó cũng sẽ được lọc luôn trực tiếp, và rất là nước là dẫn đến cho nước ao rất là sạch. Bà con nhìn thấy quạt nước ao rất là sạch. Và nào mời bà con cùng với tôi đi ra xem tôm ở cái ao này khi sử dụng hệ thống lưới lọc này như nào. Ở ao này thì khi mà làm hệ thống lọc lưới như vậy thì đến ngày hôm nay thì chúng tôi đang ở giai đoạn là tôm 80 khoảng 85 ngày tuổi. Đây cho bà con nhìn thấy nước màu rất là sạch, màu nước rất là trong. Đây tôm rất là đẹp nhé. Tôm rất là đẹp bà con. Tôm rất là đẹp. Như vậy thì ngoài hệ thống xử lý nhanh này đã giúp cho cái ao tôm này tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, giảm chi phí. Rất là nhiều bà con hỏi chúng tôi rằng mua lưới để làm hệ thống lọc này ở đâu cho nó rẻ và hiệu quả. Thì trong video này tôi sẽ chia sẻ cùng với tất cả bà con, những người đang có nhu cầu làm hệ thống lọc lưới nhanh giống chúng tôi, hãy liên hệ cùng với Dr. Huy Tôm, hãy comment xuống bên dưới hoặc inbox cho chúng tôi cung cấp số lượng lưới lớn cho bà con. Tùy vào số lượng của bà con mua thì chúng ta sẽ có những cái giá cả khác nhau. Trên 100kg chúng tôi sẽ gửi đến tận nơi cho mọi người, và chúng tôi sẽ cung cấp số lượng rất là lớn cho các công ty, xí nghiệp. Các bạn nếu các bạn có nhu cầu mua lưới hãy liên hệ cùng với chúng tôi.